thầy và các bạn. Ngày hôm nay nhóm mình xin trình bày một cái bài luận văn khoa. Đầu tiên về phần hành chính, mình hỏi tên bệnh nhân là Lê Văn Bé Ba, 68 tuổi, giới tính nam, làm ruộng, địa chỉ ấp Yên Tân, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngày giờ nhập viện là 14:39 và ngày 13/5/2019. Lý do nhập viện là nôn ra máu. Bệnh sử: bệnh nhân đã được chẩn đoán xơ gan cách đây 2 năm. Trước có bụng to, đến hiện tại không bằng da. Đến cách nhập viện 6 giờ thì sau khi bệnh nhân ăn trái hạt mầm được 30 phút thì đang nghỉ ngơi thì bệnh nhân đột ngột nôn ra máu và thức ăn khoảng 300 ml, máu đỏ tươi, không máu cục, không bọt. Ngay sau nôn bệnh nhân cảm thấy chóng mặt, say sẩm, không sốt, không đau bụng, không khó thở, chưa đi tiêu. Bệnh nhân chưa xử trí gì thì được người nhà gọi xe taxi đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thì tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân than chóng mặt nhiều, không nôn mói, không đau bụng, bệnh nhân thai vẫn còn tỉnh táo, không sốt, được thông báo huyết áp là 90/60 mét thiên ngăn, được thăm trực tràng, tiêu phân đen, sạch lượng ít khoảng 100 ml hồi thấm, cân nặng là 52 kg. Vì diễn tiến bệnh phòng thì các ngày nhập viện chỉ giác bệnh nhân đều tỉnh. Ngày đầu nhập viện thì bệnh nhân có niêm nhợt, từ ngày thứ hai trở đi thì niêm hồng nhợt. Về chóng mặt thì ngày đầu thì bệnh nhân mới xuất huyết, nôn xong thì có chóng mặt, từ ngày thứ hai thì bệnh nhân đã hết. Và nôn ói thì sau khi lần nôn ói đó thì các ngày nhập viện thì bệnh nhân không có nôn ói. Về đi tiêu thì ngày một bệnh nhân có tiêu phân đen sệt lượng ít khoảng 100 ml mùi thấm, ngày thứ hai chưa đi tiêu, ngày thứ ba thì đi tiêu lại, phân đen lượng ít khoảng 100 ml. Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 nhập viện thì bệnh nhân đã tiêu phân vàng. Về tính chất tiểu các ngày nhập viện thì bệnh nhân tiểu một ngày khoảng 700 ml trên ngày, nước tiểu vàng trong. Rồi khó ngủ thì bệnh nhân than ngày nhập viện đều than khó ngủ. Về tiền sử, bản thân bệnh nhân ghi nhận là xơ gan được chẩn đoán tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cách đây 2 năm. Có bụng to, không vàng da, có nôn ra máu 4 lần và đã được nội soi 4 lần, có cột thắt trong vòng 2 năm nay. Lần gần đây nhất là từ tháng 2 2019 tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Có thuốc hàng ngày, điều trị liên tục và chưa nhận diễn thuốc. Về tiền sử thì truyền máu 4 lần, mỗi lần khoảng từ 2 đến 3 đơn vị, uống rượu khoảng 250 ml trên lần, 3 lần trong tuần. Hôm nay hiện tại bệnh nhân vẫn còn uống, mỗi ngày khoảng 50 ml, hút thuốc thì 20 gói năm. Về gia đình thì không ghi nhận ai bị bệnh da, bệnh gan mạch tương tự, cũng chưa xét nghiệm mặt cơ viêm gan. Về dịch tễ thì chưa ghi nhận bắt được. Tình trạng hiện tại thì bệnh nhân không nôn ói, đi tiêu một lần ngày, phân vàng sạt lượng ít, tiểu đêm nhiều lần khoảng 700 ml ngày, vàng trong, không gấp buốt, ăn khó ngủ, không đau bụng, không sốt. Về khám lâm sàng ngày 19 giờ ngày 17/5/2019, tức là ngày năm của bệnh, thì tổng trạng là da niêm hồng, có dấu hai dấu sao mặt trước ngực, mỗi dấu khoảng 2 cm vuông da, lòng bàn tay son, không xuất huyết dưới da, lông tóc không dễ gây rụng, hai chi dưới không phù, tiến giáp không to, hạt vi sẽ không chạm. Dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân là mạch 80 lần trên phút, huyết áp 110/70 mét thiên ngăn, nhịp thở 16 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, cân nặng 52 kg và chiều cao là 1m6. Để khám tuần hoàn, khám tim, lồng ngực cân đối, không ẩu đặc bất thường, mỏm tim nằm ở phần sườn 5, đường trung đoạn trái diện đặc khoảng 2 cm vuông, cung miêu âm tính, hạt âm tính, diện đục tim trong hạn bình thường, tiếng từ 1 tới 2 đều rõ, tần số 80 lần trên phút, không âm thổi, trường nhịp đập mạch quay. Để khám mạch máu thì mạch quay đều rõ, không sơ cứng, mạch mạnh, nảy mạnh dưới da, tần số 80 lần trên phút, mạch cánh tay, mạch khoeo, tần số 80 lần trên phút đều rõ, không âm thổi, tĩnh mạch chi dưới không giãn. Để khám hô hấp thì lồng ngực cân đối, di động đều, hơi thở không tuần hoàn mặt hệ, không có cơ kéo cơ hấp phụ, nhịp thở thì 16 lần trên phút, cung thanh đều hai bên hai cái trường, kỳ gạo tới nay em chịu hai cái chuyện không can tóc được. Để khám tiêu hóa, đây là hình ảnh bụng của bệnh nhân, thì bụng căng to, không bè ra khi nằm, gút không lồi, không khí dịch, di động kém hay nhịp thở, có tuần hoàn mạch hệ ở vùng huyệt vị, không sẹo mô cũ, nhu động ruột 16 lần trên 2 phút, âm sắc vừa phải, bao đục dùng thấp, sóng phổi dương tính, bụng mềm, ấm không đau, gan to dưới hạ sườn khoảng 2 cm, đường trung đoạn phải và lách to độ 2, âm trực tràng hành chân láng, tiết thường liệt không to, phân vàng dính găng không áo. Ngày khám thận thì hốt lưng cân đối, không nề đỏ, chậm thận âm tính, tập về thận âm tính. Khám hành kinh, bệnh tĩnh tiếp xúc tốt, định hướng không gian tốt, thời gian kẹt nếp âm tính, cổ mềm, cuối sinh kỳ âm tính, sức cơ chi trên trái phải 5/5, chi dưới trái phải 5/5, thì chưa được cơ đều hai bên. Khám các cơ quan khác chưa nhận bất thường. Về tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nam 68 tuổi vào viện vì do nôn ra máu, qua hỏi bệnh trong khám lâm sàng ghi nhận hội chứng thiếu máu cấp mức độ nặng đã thiện, gồm với cái triệu chứng như là da niêm nhợt, say sẩm, chóng mặt, huyết áp 90/60 mét thiên ngăn, nôn ói, nôn ra máu khoảng 300 ml, triệu chứng xuất huyết tiêu hóa trên, nôn ra máu, tiêu phân đen, hội chứng suy tế bào gan, gồm các triệu chứng như là khó ngủ, lòng bàn tay son, dấu sao mạnh, hội chứng tam lực tinh ngực cửa, có tuần hoàn bằng hệ bụng bán và lách to độ 2. Về tiền sử thì ghi nhận là xơ gan cổ trướng, nội soi 4 lần, truyền máu 4 lần, khoảng 2-3 đơn vị, có cục thắt
uống thuốc hàng ngày và uống rượu khoảng 250 lít ngày, trên là ba lần và ba lần trong tuần, mỗi lần hiện nay vẫn còn uống và hút thuốc khoảng 20 năm. Về chẩn đoán sơ bộ, xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng nghĩ do giãn vỡ tim mạch thực quản, trên nền sơ gan cổ trướng nghĩ do rượu. Về cận lâm sàng nhóm giờ nghĩ là tổng phân tích tế bào máu hơi vi, thì có mức máu trên mình một bệnh nhân xuất huyết đó là một cách là cần thiết để đánh giá mức độ nặng của xuất huyết và đề ra hướng điều trị tiếp theo, và trong mức máu để chừng trong tình huống này còn để theo dõi bệnh nhân có đáp ứng điều trị hay không, UG creatinin là đánh giá chức năng thận bên gan ở bệnh nhân có bị suy thận trước đó hay không, hay là có vô suy thận cấp do giảm thể tích trong đợt này hay không. HT ALT đánh giá độ tổn thương gan, bilirubin toàn phần trực tiếp, cột tiếp và albumin, các xét nghiệm này đều đánh giá suy chức năng tế bào gan ở bệnh nhân, tiền giai độ và trên nền bệnh nhân sơ gan này có thể là do rối loạn đông máu, chúng ta cần xét nghiệm đó. CGB của gan serotonin, beta gan và anti HCV để xét nghiệm các mặt cơ viêm gan virus B và viêm gan C, chọc hút dịch ở bụng xét nghiệm tế bào học là để loại trừ bệnh nhân có bị thể là bị viêm phúc mạc do vi khuẩn hay không, hay là có bị lao cũng gây ra trường hợp tràn dịch trong ổ bụng. Và đến bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì có chuyện máu, chúng ta phải định nhóm máu. Và cái cung test trực tiếp và gián tiếp ở đây, cái cung test là để xét nghiệm các có thể bất thường trong máu bệnh nhân hay không. Do tiền sử của bệnh nhân này, chúng ta ghi nhận là bệnh nhân đã được chuyển máu thì có thể là sản xuất kháng thể kháng lại các tế bào hồng cầu trong đơn vị máu chỉ của mình. Thì bệnh nhân nằm viện lần này chúng ta cần phải xét nghiệm để loại trừ các siêu âm ổ bụng, ngồi nội soi thực quản, dạ dày tá tràng. Thì nội soi ở đây là chúng ta mục đích ở đây là xác định nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa bệnh nhân, và nó cũng là một phương pháp điều trị điện tim và ít quan khỏi tặng. Về cổng mức máu bệnh nhân đáng chú ý HB điểm cộng, HB ngày đầu tiên nhập viện là HB có 5.7, đây là mức độ thiếu máu rất là nặng, thiếu máu nặng. Sau đó bệnh nhân được xử trí là chuyển hai đơn vị máu 350 ml, thì HB bệnh nhân lên được 8.3, nếu đến ngày sau xét nghiệm thì lại giảm xuống 7.6. thì cái lượng HB giảm này á, thì mình nghĩ có hai nguyên nhân, thứ nhất là do xuất huyết tiến triển, thứ hai là do cái hiện tượng mà bệnh nhân đã sản xuất cái kháng thể bất thường làm gây tắc máu trong cái bịch máu hoàn cầu trong bịch máu hoàn chuyển. Thì bệnh nhân này mình nghĩ là do xuất huyết tiến triển nhiều nhất. Thì trước ngày 14, sáng ngày 14 bệnh nhân có đi nội soi, và trên hình ảnh nội soi có ghi nhận là giãn vỡ tĩnh mạch thực quản giãn và có hiện tượng đang chảy máu. Sau đó bệnh nhân tiếp tục được chuyển một đơn vị máu 350 ml, thì HB bệnh nhân lên được 8.7. về tiểu cầu ghi nhận trên bệnh nhân này, tức là tiểu cầu nó giảm qua các lần làm xét nghiệm, thì tiểu cầu đây mình nghĩ cho hai nguyên nhân. Thứ nhất là trên là một bệnh nhân sơ gan thì đã có giảm tiểu cầu rồi, thứ hai là do xuất huyết tiêu hóa tiến triển làm mất tiểu cầu, mà chúng ta chỉ nghiên tượng chúng ta chỉ bù dịch hoặc là bù hồng cầu thôi, cho nên tiểu cầu nó phải là giảm. Thì đối với giảm tiểu cầu trên một bệnh nhân bị bệnh gan thì có ba cái nhóm lớn mà các bạn không chỉ như các bạn thường biết, đó là chỉ giảm anh thrombin sorbambotitin không, nhưng mà nó chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Ba nhóm nguyên nhân lớn trong giảm tiểu cầu cho một bệnh nhân sơ gan, đó là giảm sự sản xuất, tăng sự bắt giữ của lắc, và cái cuối cùng đó là tăng sự phá hủy. Thì đây là một cái sơ đồ, thì có ba nhóm lớn. Thì trong nhóm mà giảm sự sản xuất đó, thì như các bạn đều biết đó là giảm cái thrombocytin, và cái hai đó là do sự giảm sản xuất của của tế bào tủy xương. Cái hai nguyên nhân nhóm lớn thứ hai đó là sự tăng bắt giữ của lắc, và cái nguyên nhân nhóm cuối cùng là do tăng sự phá hủy. Trong tăng sự phá hủy này thì gồm các cái nguyên nhân nhóm nguyên nhân nhỏ ở đây, ví dụ mà suy là cái hiện tượng mà sức căng của dịch nó làm thay đổi ở bệnh nhân sơ gan, nó làm thay đổi hình dạng của yếu tố von Willebrand, nó sẽ làm tăng kết tập tiểu cầu, góp phần làm giảm tiểu cầu bệnh nhân sơ gan. Nguyên nhân thứ hai đó là tăng sự phá hủy liên quan tới miễn dịch, thứ ba là do tăng sự hiện tượng tiêu sữa huyết, và cái thứ tư là ở bệnh nhân sơ gan thì có sự tăng sự phát triển ở các vi khuẩn ở đường ruột và thay đổi tuyến thấm ở đường ruột, làm cho các vi khuẩn này có thể thay đổi vị trí từ cái lồng ruột đó vào về ở trên cửa, gây sản sinh ra các độc tố và gây giảm tiểu cầu. Và cái cuối cùng đó là nhiễm trùng huyết.
về xét nghiệm đông cầm máu. Trên bệnh nhân này ghi nhận ABTT là đánh giá yếu tố con đường đông máu nội sinh thì bình thường, PTINA đánh giá con đường đông máu ngoại sinh thì lại bất thường. Hiện như các bạn được biết đây sẽ đồ đông máu, con đường ngoại sinh, con đường ngoại sinh thì gồm có yếu tố số 7 và con đường nội sinh thì gồm với số 8, 9, 11, 12. Trên bệnh hầu hết các yếu tố đông máu này thì được tổng hợp ở tại gan, vì vậy nếu mà suy chức năng gan thì sẽ ảnh hưởng tới cả hai con đường. Nhưng tại sao trên bệnh nhân này chỉ có ảnh hưởng tới con đường ngoại sinh thôi, tức là PT thay đổi? Thì mình tìm hiểu có hai cái nguyên nhân mà dẫn tới hiện tượng này, đó là trên bệnh nhân suy gan có một cái hiện tượng mà gọi là protein ở giai đoạn pha cấp, nó làm tăng yếu tố số 8 lên, tức là yếu tố số 8 là nằm bên con đường trong máu nội sinh, nó sẽ làm che giấu được cái hiện tượng mà kéo dài của ABTT. Cái nguyên nhân thứ hai là trong các yếu tố, trong các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K, tức là 2, 7, 9, 10, thì yếu tố số 7 là yếu tố thời gian bắt quỷ ngắn nhất. Vì vậy khi mà gan đã giảm tổng hợp yếu tố thì yếu tố số 7 này sẽ là ảnh hưởng biểu hiện đầu tiên, và yếu tố số 7 này là bên con đường trong máu ngoại sinh. Vì vậy cái kéo dài BT này nó sẽ xuất hiện trước. Về trong các nhắc đến thì các yếu tố đông máu của vitamin K thì ta có một cái test Kohler này, bản chất của nó là đánh giá xem chức năng gan bệnh nhân này có suy giảm thực sự hay không, hay là bệnh nhân bị thiếu, hay là cái gan này bị thiếu cái nguyên liệu tức là vitamin K để tổng hợp cái yếu tố đông máu. Thì cái test Kohler này được thực hiện tức là khi tiêm cho bệnh nhân 30mg vitamin K sau 24 giờ xét nghiệm lại tỷ lệ, nếu mà nghiệm pháp Kohler gọi là dương tính thì BT, tỷ lệ BT protein tăng, tức là tắc mạch. Nghĩ tắc mạch tức là do tắc mạch làm cho bệnh nhân không hấp thu được các cái chất gì dầu mỡ, mà vitamin K lại là yếu tố tan trong dầu mỡ. Vì vậy nên chúng ta khi mà chúng ta tiêm vitamin K vô, tức là có nguyên liệu về gan bình thường, gan không tăng sức tổng hợp được các yếu tố đông máu. Còn khi mà cái Kohler âm tính, tức là BT không tăng, tức là chúng ta đã nạp cho bệnh nhân cái nguyên liệu vitamin K để tổng hợp yếu tố đông máu rồi, nhưng mà BT vẫn không tăng, tỷ lệ của protein không tăng, thì tức là chứng tỏ một điều đó là suy giảm chức năng gan. Vệ sinh hóa máu ghi nhận ở trên bệnh nhân này có hiện tượng tăng bilirubin toàn phần trực tiếp và hiện tượng giảm albumin và canxi toàn phần giảm. Về hiện tượng bilirubin ở bệnh nhân sơ gan thì nó đều có tăng cả trực tiếp và gián tiếp. Tăng gián tiếp tức là do bệnh nhân này gan bệnh nhân này bị suy, nó sẽ làm giảm cái chuyển hóa bilirubin gián tiếp thành bilirubin trực tiếp. Và bên cạnh đó cái hiện tượng sơ gan này nó sẽ gây một hiện tượng tắc mạch làm giảm hại trừ cái bilirubin trực tiếp ra, từ đó làm tăng bilirubin gián tiếp và trực tiếp. Còn về cái canxi toàn phần trên bệnh nhân này ghi nhận giảm, thì mình xin nhắc lại đó là canxi toàn phần á, thì 40% lượng canxi này nó kết hợp với protein mà albumin là chủ yếu, 50% canxi này là dạng ion hóa và 10% là nó dạng kết hợp với các hữu cơ khác. Thì trên bệnh nhân này có ghi nhận hiện tượng albumin máu giảm rồi, thì mình nghĩ trên đây là giảm một cái lượng canxi kết hợp với protein albumin này thôi, nên nó dẫn đến là canxi toàn phần máu giảm. Cái hiện tượng này ta gọi là partition hypocalcemia, đó là giảm canxi máu giả tạo, vì canxi ion hóa nó gọi là nó có tác dụng sinh học. Ngoài ra thì mình có tìm một cái trên một cái đoạn của trong một cái bài viết về giảm canxi máu, thì nó nói rằng chỗ này là cái bệnh gan thì nó không phải là nguyên nhân phổ biến gây ra giảm canxi gián tiếp vào vitamin D, nhưng mà nó góp phần một cái là khi mà cái bệnh gan này nó sẽ làm giảm cái hiện tượng mà hấp thu cái chất dinh dưỡng như là dầu mỡ, như mình nói là nó giảm tổng hợp mạch hoặc là nó làm tắc mạch, nó sẽ làm kém hấp thu vitamin D, thì đó ảnh hưởng tới canxi. Thì phần trình bày tiếp theo bạn Lâm sẽ trình bày với các bạn. Tiếp theo mình sẽ trình bày tiếp của bạn Vũ ha. Thì đối với một bệnh nhân mà cái đầu tiên là mình sẽ dự đoán kết quả nội soi của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân lúc này đang hồi sức nội khoa thì mình dự đoán thử. Thì đối với thì đầu tiên là cái này là cái giải phẫu của cái tĩnh mạch xung quanh của dạ dày, thực quản các bạn để ý nha. Thì tùy vào cái đoạn mà nó giãn ra mà nó sẽ có những triệu chứng tương ứng khác nhau, cách điều trị thì cũng khác nhau luôn. Cái thành ra là mình sẽ thấy là gì, ví dụ bệnh nhân bị giãn cái tĩnh mạch chỗ thực quản thì đó là máu nó phúng ra liên tục thì bệnh nhân sẽ nôn ra liên tục ngay. Trong khi nếu mà giãn các mạch tĩnh mạch phình vị á, bệnh vị tâm vị á, thì nó sẽ ra nó phải đủ cái lượng ở trong dạ dày tâm là mọi người tâm mới nôn ra. Thì đối với bệnh nhân này mình dự đoán là bệnh nhân sẽ giãn tĩnh mạch thực quản á, mà thực tế là
thực tế là đúng là như vậy ha. Thì đây là cái hình mà người ta phân đổ trên nội soi ra. Cái này á là phân đổ trên nội soi ra thì mấy bạn lấy nó có hai kiểu nha. Một á, thứ nhất là nằm ở giãn tĩnh mạch thực quản bên trên. Thì khi mà giãn cái mấy cái tĩnh mạch thực quản bên trên đó thì người ta có thể có những cái phương pháp, chẳng hạn như là người ta cột thắt vào, người ta có thể chích sơ, người ta có thể là chích mấy cái ke sinh học vô thì nó tự rụng ra, hay nó tự cầm máu lại. Nhưng mà đối với mấy tĩnh mạch như tĩnh mạch sinh vị nè, rồi các tĩnh mạch nó bên kẹt bên dưới nữa thì sao, người ta không có cách nào cột thắt thùng được hết trơn á, người ta chỉ có cách chỉ còn chích ke sinh học thôi. Mà chích ke sinh học thì ở Cần Thơ mình chưa có nè. Rồi nó là cái histoacrine. Thì đối với đặc biệt ở thằng này là IRV1 á, là tĩnh mạch sinh vị á, người ta không có cách nào mà người ta cột thắt thùng ở chỗ đó hết, cho nên là bắt buộc là phải chỉ có một cách duy nhất là chích sơ thôi. Chích ke sinh học ha. Rồi đây là kết quả của bệnh nhân, thì mình phóng tầm viết ra như vậy. Thì cái kết luận đó là kết luận đó là giãn tĩnh mạch thực quản độ 3 đang chảy máu cột thắt ha. Giãn tĩnh mạch tâm vị red cell âm tính. Thì trước khi mà qua đó mình coi lại một lần nữa nha, kết quả chỗ tĩnh mạch của sinh vị tâm vị á, thì rõ ràng là sinh vị bình thường, coi như mình loại trừ cái chuyện là nó chảy máu ở bên trong như vậy và nó phù hợp với triệu chứng lâm sàng bệnh nhân là nôn máu liên tục ra ha. Coi như là mình loại trừ cái chuyện là giãn mạch sinh vị. Rồi kết luận vậy thì ở đây á, nó có mấy cái thuật ngữ thì mình cũng muốn giới thiệu cho mấy bạn luôn, đó là phân độ giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, red cell và gì ha. Thì cái phân độ này á, theo ông Beppu và nghiên cứu của bên Nhật Bản, người ta phân ra ba độ này, và hiện tại trên xung quanh trên nội soi người ta cũng ra như thế này. Thì mình coi hình cho nó đơn giản này, thứ nhất là độ 1 mà mấy bạn coi mấy cái tĩnh mạch nó gần như nó nổi lên, nhưng mà nó chỉ là kiểu như hơi nổi hơi gờ lên thôi, và khi mà mình bơm bóng lên nó thì nó xẹp lại. Ha. Còn độ 2 là nó cũng gờ lên, nhưng mà nó gờ nhiều hơn ha, ngoằn ngoèo lên, nhưng mà không có chiếm hết chu vi thực quản, tức là thức ăn này chưa nuốt mình qua nó vẫn ok, nhưng mà sao nó bơm hơi thì nó hết sẹt rồi. Độ 3 thì đương nhiên là bơm không sẹt luôn, tĩnh mạch thì nổi ngoằn ngoèo lên và chiếm hết cái chu vi bên trong ha. Rồi đây là ba độ. Thì còn cái red cell thì sao? Cái red cell mà càng nhiều cộng á thì nó là càng nhiều dấu, mà cái dấu red cell này nó biểu hiện cho cái tự làm cái chỉ điểm cho cái nguy cơ xuất huyết. Nhưng mà bệnh nhân này red cell thì ra, mặc dù là giãn độ 3 nhưng mà red cell âm tính, coi như là mình tiên lượng bệnh nhân là cái nguy cơ xuất huyết của chúng ta không có, nó thấp thôi ha, không có nhiều. Rồi còn cái này, cái điện tim, tập điện tim thì mấy bạn cứ đọc như bình thường thôi. Rồi đây kết luận ha, kết luận thì nó là nhịp xoang đều tần số như thế nào đó. Nhưng mà mấy bạn ý, ngoài cái chuyện mà đọc điện tim một cách bình thường, thì trên một cái điện tim của một người sơ gan thì mình cần chú ý thêm một số điểm nào. Thì ở đây á, mình đọc vào mấy cái nghiên cứu á, thì họ chỉ ra thứ nhất á, là ở trong bệnh viện Karolinska và Chức Tăng á, người ta thấy là người ta kết luận là cái QT mà kéo dài á, thì thường xuất hiện những bệnh nhân bị sơ gan, đặc biệt là những bệnh nhân sơ gan mà cái chai càng lớn thì cái QT nó càng kéo dài ra ha, và nó sẽ gia tăng cái gì, cái tỷ lệ chết do cái biến cố tim mạch. Ngoài ra là cái QT kéo dài nó cũng sẽ gia tăng cái mức độ phân loại luôn. Có nghĩa là ví dụ như bệnh nhân chai B, chai C càng chai lớn á, thì sao QT nó sẽ càng kéo dài ra. Thì ví dụ như mình bật là có bệnh nhân mình như thế nào, QTC mình 0.48 gì, là rõ ràng là bệnh nhân này có kéo dài trên 0.4 giờ là kéo dài rồi, đúng không? Là mình nói là bệnh nhân này coi chừng chai B, chai C rồi đó. Thứ hai là lúc đó mình chưa biết gì nữa nha. Thứ hai, cái nghiên cứu thứ hai mình đọc á, thì cái nghiên cứu này cũng là tương đối là lớn á, thì kết quả mà ta cho ra gì, QT kéo dài thì nó thường xuất hiện bao nhiêu phần trăm bệnh nhân ấy, nó tương ứng. Nhưng mà cái nghiên cứu này nó hay hơn cái là nó tính ra cái mức điểm tổng điểm luôn cho mình, cái điểm chai của mình á, là mình tính thì 7-9 là chai B, rồi 9-9 là chai C. Thì cái 7 thì người ta tính là nó sẽ nằm ở cái mức 9.58 cộng trừ 2.5 đó, thì nó nằm ở khoảng chai B với chai C rồi ha. Còn cái thứ hai cũng trong cái nghiên cứu này nó muốn đề ra cho mình một cái nữa là cái việc mà thấp cái điện cực QRS đó, tức là điện cực QRS mà càng thấp đó, thì người ta nói là tương quan tới cái mức độ bán bụng của bệnh nhân ha. Tức là mình nhắc nó có một cái đất nước thì thành ra cái điện cực nó thấp xuống. Thì người ta yêu cầu của mình, người ta sau cái nghiên cứu người ta yêu cầu của mình đó là, ví dụ như là mình lúc mà mình đang cấp cứu mình chưa có hết được tất cả các xét nghiệm, mình chưa đánh đủ chai được, thì mình có thể là theo dõi bằng điện tim cũng được. Nếu mà theo dõi điện tim thì sao, để mức độ có mức độ bán bụng của bệnh nhân như thế nào, tại vì mình cũng chưa biết được bệnh nhân này bé bụng mà kèm lên bán bụng hay là bệnh nhân chỉ có bán bụng không ha. Cái thứ hai là nếu mà theo dõi một thời gian dài á, thì cái QT mà càng kéo dài á, thì mình sẽ nói là độ nặng của bệnh nhân càng cao ha. Đây là hai cái rút ra là sau tim đập cái đó là QT sẽ kéo dài, mới là cái QRS thấp. Đây là tóm tắt lại các cận lâm sàng. Bây giờ tụi mình đề nghị á, thì nó sẽ có những cái giúp hỗ trợ chẩn đoán như thế này ha. Đặc biệt á, là cho cái phân độ chai bớt á, thì yêu cầu thêm bilirubin á. Thì bây giờ mình sẽ coi thử cái bản thằng chai bớt này ha. Thì cái này á, nhìn vậy thôi nó cũng dễ học mấy bạn. 1, 2, 3 điểm ha. 1, 2, 3 điểm thì có 5 cái hàng thôi. Bilirubin, albumin, BT, arginine nè.
bán bụng và cuối cùng là bệnh não gan. Bệnh não gan thì nó có nguyên một cái bài riêng luôn, cho nên nó là mình không có trình bày ở đây, nhưng mà cái phân độ của nó thì mấy bạn nhớ một cách đơn giản thôi: một là không có bệnh não gan, hai là ôn hôn mê đánh 3 điểm, còn không có là 1 điểm, còn giữa là 2 điểm ha. Bán bụng thì tùy mấy bạn coi mức độ bán của bệnh nhân, không có là nhẹ, trung bình nặng nè, rồi INA thì lấy 1.7 đến 2.3 ha. Còn cái albumin là 28 35, bilirubin thì cái số nó cũng không khó đâu, tại bilirubin bình thường tặng phần mình là 17.1, tức là nó ở mức gấp 2 gấp 3, có nghĩa là mức người ta nói từ 2.5 đến 3 là bắt đầu có hiện tượng vàng da của bệnh nhân, coi như là mình nhìn trên lâm sàng đơn giản thôi ha. Là sao nếu mà bệnh nhân mình thấy mà vàng da vàng niêm rồi đó là nghĩ là nó cũng 2-3 điểm rồi, chứ không phải 1 điểm đâu đó. Coi như mình đánh một cách rất là nhanh luôn, thì tùy vào cái tổng điểm của nó người ta mới xếp phân loại và người ta sẽ tiên lượng cái tỷ lệ tử vong cũng còn bệnh nhân cho 1 năm tới và 2 năm tới ha. Thì bệnh nhân này mình đánh là bệnh nhân ở chai B, thì sau khi mà các bạn đánh từ cái chai B xong á, thì bệnh nhân các bạn có một cái chẩn đoán xác định của bệnh nhân là xuất huyết giãn, xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, hai mức độ nặng vô sốc mà huyết áp 90-60 mà rồi do giãn vỡ tinh hoàn quản ha, hiện tại là tạm ổn rồi, trên là sơ gan cổ chiếu thì do rượu nghĩ do đánh chai bớt là B. Thì cái phần điều trị á, thì cái hướng điều trị của mình có là phải khôi phục cái đứt tuần hoàn mình đang vô sốc, thứ hai là cho kháng sinh điều trị triệu chứng và các cận lâm sàng khác để theo dõi điều trị và chẩn đoán tiếp ha. Nhưng mà cái bài của mình á, mình làm nó không có giống với các anh chị trước đây làm, tức là mình sẽ đưa cái điều trị ở bệnh viện như thế nào và mình sẽ phân tích cho cái điều trị bệnh viện nó đúng như thế nào, từ đó mình rút ra những cái bài học riêng ha. Thì chẳng hạn như là trong bệnh viện nè, cái này mấy bạn ráng nhớ xíu nha, tại cái này tôi làm nhiều tôi nhớ luôn. Thì cái này đâu ngoài cái chuyện mà bệnh nhân là vô truyền dịch truyền máu ha, thì mấy bạn nhớ đọc treo tiếp bệnh nhân người ta sạc có hai kiểu. Một á là người ta bô lốt một ống 100 microgram, nha tí xíu mình phân tích chỗ này. Bô lốt một ống 100 microgram ống treo tích vô liền, sau đó là duy trì cái liều và liều 25 microgram ống treo tích á. Thì cái thứ nhất là ống treo tích vô, là cái thứ hai là cho người ta cho một cái kháng sinh C3, cetirizine, thứ ba là bimica, tư là lumefantrine, người lumefantrine là lactulo đó. Rồi truyền máu nha, đây là cái ngày mới lúc mà mới vô pha luôn. Rồi cái ngày thứ hai là người ta vẫn tiếp tục duy trì ốc treo tiếp ha, rồi người ta cho kháng sinh, cho vitamin K và cho Dulfalac. Ngày thứ ba thì người ta tương tự giữ nguyên như vậy. Cái ngày tiếp theo thì họ bắt đầu ngừng ốc treo tiếp, họ chuyển qua, tức là sau khi mà xài 3 ngày ốc treo tiếp họ chuyển qua Ronalon, tới ngày tiếp theo họ cắt kháng sinh. Cái ngày 17 là cái ngày tụi mình khám á, họ cắt kháng sinh. Đó là cái điều trị của họ ở bệnh viện nha. Còn thực tế thì guideline họ khuyến cáo như sao? Đây cái guideline là ASLD nè, cái này là cái guideline này mình thấy là lớn và nhiều người sử dụng lắm. Nhưng mà thì ra nó có 2019 nữa, nhưng mà tại không có đủ tiền mua cho nên là xài đỡ 2017 nha. Rồi. À đúng rồi, mấy cái dung dung nãy giờ mấy bạn thấy á, ví dụ như mấy bạn mà đang ngồi in firework á, mấy bạn lấy cái điện thoại Zalo mấy bạn sợ cái mã QR nó sẽ chạy cái link này ra cho mấy bạn, không có cần cái nguồn copy paste ha. Rồi đây là cái đầu tiên là cái mình nói về cái hàng ốc treo tiếp. Hồi nãy mình nói lúc mà mới vô viện bệnh nhân là được bolus một ống 100 microgram và tiêm duy trì là 25 microgram, nhưng mà trong guideline người ta khuyến cáo là người ta bolus chỉ có 50 thôi. Thực tế là các guideline khác mình đọc cũng chỉ có bolus 50 thôi, nhưng mà ở đây sao, tại vì cái ống của người ta một ống là 100 á, không biết tại sao nhưng mà người ta tiêm luôn 100 vô đó. Thì cái sao mình rút kinh nghiệm ha. Thứ hai á, là cái duy trì á, là người ta có thể duy trì 25-50. Ở guideline người ta khuyến cáo mình là duy trì 50 ha, tức là phải nhân cấp đôi tốc độ lên là khoảng 12 ml trên giờ, nãy có 6 thôi ha, và duy trì đó từ 2 đến 5 ngày. Thì ở trong cái ca này của mình là duy trì 3 ha. Ok, cái thời gian duy trì thì được, nhưng mà cái liều bolus có vẻ là không hợp lý. Một cái cái thứ hai là cái kháng sinh á, trong cái guideline luôn là người ta nói là nếu như sử dụng cái nhiễm pháp kháng sinh dự phòng thì có khả năng là giúp giảm cái tỷ lệ nhiễm trùng, giảm cái tỷ lệ tái xuất huyết và tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên á, các kháng sinh người ta sử dụng chỉ có một loại một thôi, là hàng ceftriaxone. Nhưng mà trong bệnh nhân này hồi nãy mình xài gì mấy bạn? Mình xài hàng ceftriaxone, tức là cũng là một hàng C33 luôn. Đặc biệt như là nó không có giống khuyến cáo, nhưng mà trong một số cái này người ta khuyến cáo là ceftriaxone là 1 gram một ngày và tối đa 7 ngày. Ha. Thì trong bệnh nhân này của mình đó là xài một cái cephalosporin thế hệ thứ 3, thì mình mới đi tìm cái nghiên cứu coi là nó có cái việc là sử dụng C33 nó có giảm tương tự gì không. Thì nó có một cái nó có một số cái nghiên cứu người ta chỉ là cái sử dụng cái sử dụng phòng mà đúng mà nó có giảm tỷ lệ tử vong thiệt nha, nhưng mà nó có thể là xài cái cephalosporin thế hệ thứ 3, cho nên nó là nhìn chung là cái việc mà bệnh nhân các bác sĩ tại bệnh viện mình xài như vậy
là đúng theo những cái gọi là nghiên cứu nhưng mà chưa có phù hợp với cái này, tại bản chất là xếp kia xong bệnh viện mình có để xong không xài thì sẽ xài qua xếp kia xin à xếp kia xin xếp kia gì nó xếp kia xin đúng rồi. Rồi cái tiếp theo mà mình muốn nói là cái dùng vitamin K như hồi nãy của Vũ có nói với mấy bạn về cái color cái vitamin K rồi đó, nhưng mà cái liều rõ ràng đó là hoàn toàn không có giống gì với lại cái test vitamin K đó hết trơn. Nó color 30mg trong vi này là bệnh nhân xài có 10mg một ống mà ngày nào cũng tiêm hết trơn có hiệu quả không, thì cái nghiên cứu nói là thật ra là không có bằng chứng nào ủng hộ cho cái chuyện mà tối ngày vitamin K hàng ngày cho bệnh nhân nghe hết trơn đó. Nhưng mà sao trừ khi trong những trường hợp bệnh nhân có chỉ định hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ chẳng hạn như là thuyên tắc tĩnh mạch sâu thì người ta mới xài vitamin K. Vitamin K nó hoạt hóa 2,9,10, nó hoạt hóa protein S và C luôn, gần như là nó tan cái cục máu đông ra protein S C đó. Đấy. Thì những trường hợp mới sử dụng thôi, cho nên là trên trường hợp mình theo tôi là mình không nên sử dụng vitamin K trường hợp cái test Cooler của bạn thôi ha. Và test Cooler làm có 1 lần chứ đâu làm mấy ngày được. Rồi sau khi mà người ta xài tiếp 3 ngày sau người ta chuyển về Ranolol. Ranolol một thuốc hạ áp đúng không, tức là những ngày nào bệnh nhân vô sốc thì không xài Ranolol được, xài Ranolol thì bệnh nhân tục huyết áp chết luôn, cho nên là người ta sau khi mà ổn định và không có xuất huyết đó, không có xuất huyết thì người ta mới là người ta chuyển qua xài Ranolol liều quá là từ 20-40mg hai lần một ngày. Thì bệnh nhân này mình của mình xài sao 40mg 1/2 viên nhân 2, ok hợp lý phù hợp, ok cái này được ha. Rồi thì cuối cùng là tổng kết cái guideline này của mình đó, mình sẽ nói một vấn đề gì. Thứ nhất đó, cái ô đầu tiên mấy bạn nhìn đó nha, là cái HB người ta yêu cầu duy trì từ 7-9g trên decilit nha, thì cái trong pha chứng khoán cái thầy hay dùng là 8 á, thì bệnh nhân này đang là 8-7, hợp lý, ok xong. Cái thứ hai á, là cái điều trị kháng sinh dự phòng ngắn hạn á, thì xài xét kia xong, nhớ mình xài xét kia xong được không, 1g một ngày. Cái ô thứ ba bên dưới này là cái nội soi cấp cứu trong vòng 12 giờ sau khi hồi sức xong thì các bạn nên tiến hành đẩy đi nội soi cấp cứu tìm ra nguyên nhân hoặc là cột thắt nha trong vòng 12 tiếng. Cái tiếp theo là sau khi cột thắt đó thì bắt đầu mới suy nghĩ coi trong 3 ngày tiếp theo là thời gian vàng để coi có tiến hành kế tiếp không. Cái này á thứ xíu là mình sẽ trình bày cái phương pháp là có tiến hành kế tiếp này không, nếu như mà nó không á thì vẫn phải xài tiếp tục điều trị nội khoa như mình nãy giờ mình trình bày và cáo kế tiếp được không, sau đó chuyển qua Ranolol. Còn nếu không thì tiến hành đẩy đi làm cái tiếp này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn coi. À còn cái này là cái gai đây này nè. Hôm qua đang làm gần xong rồi, cái anh Luân anh đăng lên cái bài đăng lên gai đa hàng 19. Cho nên là mình có đọc thì những cái trình bày đến giờ của mình nó tương đồng với cái hiệp hội này luôn ha. Một cái hiệp hội về gan mật á. Ok. Nó giống, như vậy là giống. Rồi. Cái này là cái phương pháp là nội soi cục thắt, thì mình có để video cho các bạn có thể coi ha. Và cục thắt. Cái tiếp theo là cái tiếp này á, thì mấy bạn biết là cái gia tăng áp lực tĩnh mạch cửa gì, tức là người ta đi từ cái tĩnh mạch cảnh đi xuống hoặc đưa một cái catheter luôn làm sao cho thông được tĩnh mạch cửa mà chủ với nhau thì nó giảm cái áp lực tĩnh mạch cửa. À cái này cũng một cái phương pháp điều trị, đó là cái tips mình nói. Rồi còn cái sông lớp mo này thường nó tiến hành ở những cái tuyến dưới, tức là mấy bạn thấy sông lớp mo nó có hai cái bóng như này nè, thì nên để nó chèn hai chỗ ha, tĩnh mạch thực quản và cái tĩnh mạch sinh vị hai bên của mình nói đó. Thì ở chi tiết phía dưới họ làm, ở chi tiết trên mình thấy không ai làm hết trơn. Này mình giới thiệu cho mấy bạn biết. À, tiên lượng thì bệnh nhân là tiên lượng rồng, và trung bình thì bệnh nhân đến đáp ứng điều trị cục thắt ha, điều trị nội khoa, truyền máu không có biến chứng và nâng độ HB đạt mức mục tiêu, bệnh lý nội khoa là ít không có nghi nhiễm nhiều, cho nên là tuy nhiên á cái yêu cầu bệnh nhân á vẫn đang sụt giảm, không biết cái nguyên nhân nó là gì ha, còn phải theo dõi thêm. Cái thứ hai tỷ lệ xa, tỷ lệ sống còn nó chai B thì tỷ lệ sống còn một năm khoảng 80-81%, tỷ lệ sống 2 năm là 57%, cho nên là cần phải kiểm soát chặt, đặc biệt ở bệnh nhân này có khả năng tái xuất huyết rất là cao, bệnh nhân tuân thủ điều trị rất kém mà còn đang uống rượu nữa. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Dự phòng ở bệnh nhân tại bệnh viện hạn chế đi lại chống xuất huyết ha, nhưng mà bệnh nhân mình đã tiêu ra phân vàng coi như cũng tạm yên tâm ha, theo dõi các dấu hiệu sinh hiệu, các triệu chứng vân vân. Dự phòng hôn mê gan thì cái chỗ dự phòng hôn mê gan này á, là có nãy có tròn đun pha lắc lắc tulo nãy hồi nãy á, là nó chống bệnh nhân táo bón. Thì khi mà tại sao vậy, hôn mê gan là do gan nó bị suy thì coi như là NH3 trong máu nó sẽ gia tăng lên. Tại sao vậy? Tại vì gan nó bị suy thì cái chu trình ure của nó không có hoàn thiện được mà tạo ra ure là NH3, nếu như không chuyển được ure thì NH3 tăng ở trong máu. Mà nếu như mà bệnh nhân còn bị táo bón thì các vi khuẩn nó trong đường ruột nó sẽ tổng hợp ra NH3 nữa. Nó là một yếu tố nguy cơ gia tăng lên cho cái bệnh hôn mê gan. Thành ra là sao mình cho lactulo để cho bệnh nhân thì tiêu ra ha, giảm cái dự phòng cái hôn mê gan này. Vậy là vệ sinh ăn uống nên vẫn đạm. Ở tại nhà thì nghỉ ngơi, hạn chế đạm mình sẽ sinh ra NH3 nhiều á. Không dùng thuốc độc cho gan, bổ uống rượu và uống theo pha tái khám. Đây là hình ảnh của bệnh nhân và
nhóm tụi mình hôm nay có anh đi xì hòn cho nên là không có trình bày. Xin hết. Rồi, chúng ta có thể nối tiếp.